Hay, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Chương 1119 mở ra cơ hội vàng để mang mũ rơm thoát khỏi Eden. Ngoài sự xuất hiện bất ngờ của Nika thứ hai, aka Bonnie, Imet hay robot cổ đại cũng tham chiến và cho Wakuri biết ở đây ai mới là đại ca khổng lồ. Robot đấm gãy sừng của lão trừ, một đòn duy nhất. Khả năng hắn sẽ phục hồi được, thế nhưng một con robot không dùng đến Haki lại có một cú đấm uy lực như vậy. Chắc chắn nó còn mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ. Hôm nay, mời anh em hãy cùng mình phân tích về chương truyện này. Chào mừng đến với video phân tích One Piece 1119, Robot Imet quá mạnh, từng có một trái giống như Nika. Chương 1119 có tiêu đề Imet, trên trang bìa là hình ảnh của Yamato. Khi cô phiêu lưu tới Kibi, Yamato đã bị những đứa trẻ ghét Kaido ném đá vào đầu. Rất tội cho cô nàng vì không phải ai cũng biết và hiểu được đóng góp của Yamato. Tại phòng điều khiển của đảo công nghệ, biên tập viên đặt một câu nghi vấn. Thứ gì đang che giấu sự thật? Theo mình, câu này ám chỉ đến cảm xúc của Kage. Cô biết phản ứng của tôi sẽ thế này, mà phải không? Đừng chọc cười tôi. Tôi tôn trọng cô là một đồng nghiệp, nhưng không thể lay chuyển được tôi đâu. Đi ngay trước khi Lucy quay lại. Đó là những lời phũ phàng mà Kage nói với Tushi. Cô nàng rơi hai hàng nước mắt, cố gọi tên người bạn. Nhưng Kage quay mặt đi nơi khác, và ta thấy anh cũng đang khóc. Sự trung thành của Kage dành cho chính phủ là rất lớn. Mặc cho chứng kiến những điều xấu xa của họ, Kaku vẫn chọn tuân theo và từ chối Tushi. Tất nhiên, anh cũng đã không thừa cơ ra tay mà còn ẩn ý rằng Tushi nên đi ngay trước khi Lucy xuất hiện. Khả năng bộ ba này sẽ chia tay từ đây. Kaku cùng với Lucy rồi sẽ làm tiếp công việc điệp viên. Còn Tushi thì như Edison nói, cô ấy phải đi tìm lẽ sống và mở ra trang sách mới cho chính bản thân mình. Biên tập viên nói về thứ được che giấu, chắc chắn đó là những cảm xúc mãnh liệt về tình bạn bè của hai nhân vật này. Họ cũng khó mở lời vì bản chất sát thủ đã ảnh hưởng đến họ. Tiếng hét đi đi của Kaku. Nó cũng là câu nói thật lòng của anh. Anh hy vọng sẽ không có kẻ thù nào đến chỗ Tushi. Thế nhưng anh đâu biết rằng bản thân cũng có nguy cơ bỏ mạng bởi ngũ lão sẵn sàng vứt bỏ đám thuộc hạ yếu đuối. Với Lucy, mình không chắc, nhưng từng ấy thương tích anh chạy trốn nổi hay không. Nhưng nhiều khả năng Kaku sẽ đi tìm Lucy và cả hai cũng rời đảo an toàn. Trừ khi ngũ lão muốn trừ khử tất cả những ai thấy chân thể của họ. Đám này cũng chả chớp mắt khi làm vậy đâu. Mình e là trừ Kizaru cùng với các phó đô đốc, tất cả điệp viên sẽ bị xử hết. Cắt cảnh sang bờ biển SS. Luffy đang háo hức khi thấy Bonnie cũng hóa thành Nika. Họ đang ở hình thái khổng lồ. Bằng Elbat cũng vui mừng hét lên: Nika! Con thủy quân lục túi nhận ra hình của Luffy giống ở trên áp phích truy nã. Trước khi vui vẻ thì Matt xuất hiện. Hai Nika ư? Con nhóc đó tạo ra một bản sao giả mạo bằng trái tuổi tác. Đừng lấy đó mà làm tự mãn. Nói xong, Matt phun ra tia năng lượng vào nhóm của Luffy. Lu lập tức biến cơ thể thành một trái bóng và chắn hết đòn tấn công. Đồng thời, cậu cũng nhắc nhở mọi người, dù có đánh thế nào thì ngũ lão cũng sẽ phục hồi. Cho nên, cậu đã nghĩ ra được một trò rất hay, đó là nhờ đồng đội đánh vào cậu, dựa vào tính chất cao su để cậu lao thẳng vào Matt, giúp đẩy hắn đi thật xa. Rõ ràng cách này hay nhưng mà hơi mạo hiểm. Thế nhưng đồng đội của Lu thừa độ liều lĩnh. Sanji và Franky lập tức lao lên. Bonnie cũng bất ngờ và hỏi, chúng ta sẽ đánh anh Luffy ư? Sanji dùng luôn đòn tấn công mạnh nhất, Bonnie dùng cú đấm Nika và bọc luôn tí Haki, nó mới chiến. Franky cũng tấn công bằng cú đấm của anh chàng. Ba đòn cùng một lúc đấm thẳng vào lưng của Luffy, cậu ấy hét lên vì đau đớn, nhưng tay cũng đã nhanh chóng ôm đầu của lão chim, dúi nó thẳng vào bụng của cậu. Lu liên tục than đau, nhưng đồng đội bảo, vì dùng Haki nên đau là phải rồi. Họ liên tục dồn thêm lực vào đòn đánh. Đúng một tiếng, Matt bị lực đàn hồi của cao su đẩy thẳng lên trời. Một chuỗi combo khá ảo game và hơi rủi ro vì chính Luffy cũng đau đớn vì bị đánh. Nhưng chỉ ít, nó đã hiệu quả khi Matt đã bay rất xa. Khả năng ông ta phải mất nhiều thời gian mới trở lại được. Và cũng rất buồn cười khi nhóm Luffy đánh lão chim. Dory đã nói, chúng tôi giao lão ta cho cậu nhé. Mấy thằng ngu kia, đừng nhảy nữa, máu căng buồm lên. Nhưng đám đệ cay cú trả lời, vừa nãy sếp cũng nhảy rất sung còn gì. Trở lại với Luffy, Lu sau khi giải quyết xong lão chim, cậu lập tức bảo mọi người chạy nhanh lên. Đồng thời, Luffy cũng thắc mắc nhóm Usopp đâu. Theo kế hoạch thì đáng lý, họ phải rơi xuống rồi. Sanji thì bảo họ sẽ sớm đến đó. Atlas xung phong đi kiểm tra cô nàng kết nối tâm thức với Linith và thông báo Usopp có thể lần này ra vị trí của họ khi tất cả đều đồng bộ lên não trục. Mình nghĩ Atlas đã có một kế hoạch nào đó. Tại sao cô ấy lại chủ động quay lại kiểm tra, dù bên trong cực kỳ nguy hiểm? Theo mình có hai trường hợp. Thứ nhất là Atlas đơn giản là muốn giúp đỡ mà thôi. Thứ hai, cô nàng muốn cùng Lilith liều chết với Zork và bỏ mạng luôn tại đây.
Điều đó giải thích cho việc Atlas liều lĩnh chạy vào trong. Rõ ràng, Vegaban đã qua đời, các bản sao của ông ấy cũng không quá tha thiết sống. Họ thà kéo theo sót, chết chung, để cô ta không còn phục vụ cho chính phủ làm việc xấu. Dù sao, não chung vẫn hoạt động bất chấp các bản còn tồn tại hay không. Về sau sẽ có những nhà khoa học lấy được dữ liệu từ đó. Hoặc cũng có thể Atlas rủ dê Lilith chặn kết nối của Job. Nói chung, việc cô quay vào trong thì chắc chắn là điểm chẳng lành. Ở dưới biển, robot cổ đại đang nổi lên và con sen truyền tin cũng ngáp ngáp. May mắn thông điệp của tiến sĩ vẫn tiếp tục. Không có gì giống như thế, nhưng là sự kế thừa không dừng lại. Chúng ta có thể gọi đó là ý chí và tính thêm những người phải chịu đựng. Thì chuyện đó, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng lời nói của tôi đến được với các bạn. Các bạn ở đây ám chỉ những kẻ mang đi trong tay. Dường như Vegaban muốn nhắc nhở mọi người rằng ý chí của họ được kế thừa từ soi bòi và họ nên vững tin vào công lý trong tim. Khi tiến sĩ nói, ta thấy biểu cảm của các thành viên bằng Big Mom, cùng với đó là Vivi, Morgan, cũng như một số nhân vật khác. Điều đáng nói là lúc này, ta thấy George đang cày cú, các ngũ lão, mấy ông vừa làm gián đoạn buổi phát sóng. Nhưng mạch của Shane chả làm sao hết, phải trực diện tiêu diệt nó nếu muốn nó im lặng mãi mãi. Qua câu nói này của George, phải chăng thông điệp vẫn còn? Ban đầu Vegaban nói lời cuối cùng dành cho những người của dòng tộc đi. Vậy, sau bao nhiêu dặm dò, phải chăng tiến sĩ còn chốt hạ vấn đề nào đó? Không phải tự nhiên Oda đã để cho nhân vật Jock xuất hiện và có ba đoạn thoại liên tục nói về việc phải kết liễu xin truyền tin. Nếu Vegaban chốt thêm cầu cuối chấn động, thì qua này thế giới sẽ loạn. Bởi Morgan đang xem, sớm muộn ông ta cũng lên một bài báo tổng hợp thông điệp của tiến sĩ. Bất cứ ai cũng đều đọc được và suy ngẫm về nó, họ sẽ dần lung lay về chính phủ. Vì cả Vegaban, người phục vụ cho tổ chức ấy hàng chục năm, mà ông còn mơ hồ về sự chính nghĩa của nó, nói gì đến người dân thông thường. Ở ngoài bờ biển, một va chạm khá mạnh vào các tàu. Sau đó, các điệp viên và Seraphim rơi xuống trên không. Điều này là nhờ Jupiter. Không biết đó là lòng tốt hay hắn gom lại cuối game để giết cho tiện nữa. Bởi vì ngũ lão rất hạn chế để kẻ khác nhìn thấy ngoại hình, dạng thú của họ. Chỉ có phó đô đốc mới miễn cưỡng được thấy. Đám cấp dưới này, mình nghi là toàn anh em ạ. Bên này thì nhóm Luffy ca kiện cực mạnh lão dùng đất. Rory cảnh báo họ đang bị nhắm đến cho nên phải giữ khoảng cách. Vừa nói xong thì Jupiter đã hút cả con tàu khổng lồ lại. Thôi xong, vốn lòi mắt rồi vẫn bị kéo về. Anh em dùng mái chèo chèo lẹ đi còn kịp. Các cự nhân hoảng hốt khi lực hút ngày càng mạnh. Chúng mày chạy đâu cho thoát? Jupiter vừa hét vừa tăng cường lực hút. Thấy tình thế hơi căng, Luffy lại lập tức lao lên, dùng cú đấm khổng lồ đấm thẳng vào mặt đối thủ. Các cự nhân cổ vũ, xử hắn đi đi ca. Hải quân thì lúc này chỉ biết chấm hỏi vì chả biết vụ gì. Nào là tên khổng lồ màu trắng, cơn mưa điệp viên, áo hơn cả là con lợn lòi nữa. Đám này xứng đáng có vé đắp chiếu vào cuối game rồi. Wakuri lúc này chạy như điên tới chỗ của tàu Elbat. Hắn có ý định hút con tàu. Luffy hét lên cảnh báo về sự cứng cáp của lớp da lợn rừng. Thế nhưng câu thoại ấy như góp phần tô điểm cho điều sau đây. Đó là cú đấm của robot cổ đại. Oda rất hay anh em ạ. Bởi câu trước cho Luffy nói về sức phòng thủ bá đạo của Wakuri, cảnh sau lại cho robot đấm gãy sừng ông ta. Thậm chí lão lợn rừng còn trợn trắng mắt, chứng tỏ đòn đấm đó cực kỳ đau đớn. Bất chấp việc không dùng được Haki, uy lực thuần túy và cú đấm vẫn là kinh khủng. Robot làm điều mà đến Luffy còn chật vật. Tất nhiên, mình không nói nó mạnh hơn Luffy. Ý ở đây là khi Lu không dùng đến Haki cấp cao, cú đấm của cậu thậm chí kém hơn robot. Mọi người hiện đang cực sốc vì cú đấm kia. Đồng thời, Bonnie đã hóa lại trẻ em vì không đủ sức duy trì kia nào. Chúng ta thấy, robot nhớ lại về câu nói của Joy Boy. Nghe này Imet, thời điểm đến thì cậu phải. Và có lẽ như vậy, Joy Boy muốn nói, khi thời điểm đến, Imet phải giúp đỡ thần mặt trời tiếp theo. Đó là lý do robot đến từ chỗ của Luffy và cố bảo vệ cho cậu ấy. Chương 1119 kết thúc ở đây và tuần sau chuyện nghỉ. Trong chương này có hai vấn đề. Thứ nhất, những nhân vật còn sống hiện tại có chạy nổi? Theo mình là không và phải có vài mất mát ở đây. Sunny vẫn chưa đáp xuống, tức là họ vẫn nằm trong vòng vây của quân địch. Zoro và Jinbe vẫn đánh nhau với Natsuro, tức là điều đó không dễ dàng. Còn Atlas chạy vào trong thì nguy cơ bị ai đó xử cũng là khá cao anh em ạ. Chắc 1119 đọc xong thì cảm thấy nó hơi có điểm. Không hề giống với sự vui vẻ tươi sáng một phần nào đó Nika đã đem lại. Rõ ràng, dù đánh bay mát thì vẫn còn ba lão tình ở đây. Wakuri sẽ sớm phục hồi. Cú đấm đó thì không thể khiến cho lão ta chững lại quá lâu. Ngoài sự nguy hiểm của các nhân vật kể trên, chính con robot cũng nguy khi nó phải ở lại cản chân lão tình. Đứng trước mấy con quái vật đó thì tứ lão hoàng còn chết chứ nói gì đến robot. Thứ hai, nếu con robot hoạt động dựa trên lời dặn của Nika, vậy tại sao 200 năm trước nó ngoi lên thánh địa? Khả năng cực kỳ cao từng có một trái nào đó mang khí tức giống Nika. Ví dụ, trái tuổi tác của Bonnie cũng hóa được Nika này.
Mỗi tội, điều kiện kích hoạt không hề dễ dàng. Bonnie từ nhỏ được Kuma kể cho rất nhiều thứ về Nika. Tính ra thì cô bé biết cũng không ít. Bonnie biết sơ về ngoại hình và tính chất sức mạnh của Nika. Và cô bé cũng rất nhỏ nên trí tưởng tượng sẽ tốt hơn. Vậy mà mãi đến khi gặp được Nika và được cổ vũ, Bonnie mới thành công biến hình. Vậy thử hồi, nếu 200 năm trước trên thánh địa có người ăn được trái tuổi tác, người đó có khả năng làm như Bonnie hay không? Câu trả lời là rất khó làm được. Người đó phải là trẻ em để trí tưởng tượng phong phú hơn. Ngoài ra phải biết sơ về thần mặt trời, có ý chí và niềm tin vào vị thần ấy. Tìm được người như vậy thì rất khó. Cho nên có khả năng 200 năm trước Gomu từng xuất hiện trên thánh địa và có người suýt thức tỉnh được nó. Hoặc điên rồ hơn, từng có một trái mới toanh, nó cũng sở hữu khả năng biến thành ai đó. Chúng ta đều biết thế giới One Piece rất rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, thứ kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra ở đây. Trái biến hình hay trái ước mơ thì sao? Chắc chắn là 200 năm trước từng có ai đó thức tỉnh được trái ác quỷ mang ký tức giống Nika. Nhưng giống với Bonnie, người này chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Cho nên lúc robot chạy lên quậy một tí thì người kia đã kiệt sức, Nika biến mất nên robot sập nguồn ngay lập tức. Mình cực kỳ hy vọng có thêm một trái mới bá đạo như vậy anh em ạ. Tất nhiên sẽ có nhiều viễn cảnh khác giải thích được cho điều này. Nhưng dù sao hiện tại con robot cũng đã tham chiến tại Edhead. Ở tương lai, gần như chắc chắn phe ta có lợi thì robot cũng rất mạnh mẽ. Và đó là video phân tích One Piece Chap 1119. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.